Xin giới thiệu với mọi người là cứ yêu thích hoa hồng là đây là một giống hồng ngoại nhé. Đấy. Bông đẹp không? Cánh rất là đẹp. Hôm nay thời tiết trời mưa cho nên là nó âm u quá. Đấy, bông hoa nó nở đúng vào cái dịp này. Nhìn cánh hoa tuyệt vời không? Cánh hoa quá đẹp luôn. Các bạn nhìn này. Đấy. Mình xin giới thiệu vườn hoa hồng ngoại nhé, vườn hoa hồng nhập khẩu của mình, của Thu Hường. Đó. Rất là đẹp. Mọi người xem video nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá. Để mình sẽ tiếp tục quay các cái giống hoa hồng khác để cho mọi người thưởng thức. Bông hoa đẹp chưa? Đó. Đang có hai nụ nữa này, hai nụ tua tủa. Hai nụ tua tủa nữa. Đây mình sẽ giới thiệu một số các cái bông hoa hồng ngoại. Mình cứ nói ngoại nhưng mà thực chất là mình chả biết tên nó là gì. Ngày xưa đi mua về trồng thì đây này, họ có cái giấy, không biết có cái giấy ghi tên, bây giờ nó đâu rồi, không thấy đâu. Bây giờ chỉ biết là nó ra hoa, bông hoa đẹp này. Cánh hoa rực rỡ. Đấy, đủ. Tuyệt vời chưa? Đấy, đây là giống hoa hồng ngoại nha. Tiếp đến là một em mini này nữa. Một em mini này. Đấy, chúng chím đang nở. Như là mưa thế này, thời tiết như này, mưa này. Rồi thì sương này. Sương muối này. Làm các em nó cũng khó để bung hoa đẹp rồi. Đấy. Nhỏ nhỏ này mới nhiều bông ra phết. Thấy không? Màu rất là đẹp nhé. Màu rất là đam mê luôn. Thế còn cái loại này thì ai cũng biết rồi đúng không? Giống này giống quê ta rất là sai hoa mà lại đẹp. Cũng rất là đẹp này, nó tua tủa luôn. Đó. Đây, một em này nữa cũng hồng ngoại đây. Nhìn nếu có cái mầm này. À đây, đây khả năng là có tên này. Rồi, xóa mờ hết rồi. Cái gì đây này? Zela cái gì này? Cái gì? Đấy, nhìn cái mầm này. Mầm mình ngon chưa? Ngon chưa? Đấy. Thấy không? À. Này là hồng nhung rồi. Đây, hồng nhung, nhung quê ngoại của Việt Nam. À. Hồng này được cái là trông này thôi nhưng mà rất là thơm luôn. Đứng gần đây là đã thấy mùi thơm. Wow, thơm tuyệt vời luôn. Thơm ngát luôn, thật sự là. Mình vẫn khoái cái hồng nhung. Đấy. Đây nha. Tự nhiên nhìn xa xa thấy một em. Úi dồi ôi. Em ấy duyên dáng đẹp tuyệt vời luôn. Úi dồi ôi, phê chưa? Quá đỉnh luôn nhá. Quá đỉnh luôn với những người chơi hoa nhá. Các mọi người đây là hoa gì? Mình cứ gọi là hoa Tây đi, hoa ngoại đi. Đấy. À, quay từ dưới nhé. Thân của nó rất là nhiều gai. Ủa tôi xong phim rồi. Cái mầm này sao nó bị này nhỉ? Sao nó bị này nhỉ?
con gì nó chén rồi, nguy hiểm quá. Không biết con bọ gì đây. À, này lên. Ui rồi ôi, tuyệt vời luôn. Bông này mà cắt đi tặng người yêu thì không yêu mới là lạ. Kết ngay từ quả nhìn hoa đầu hồng đầu tiên. Nhìn sướng không? Hôm nay lại nó là trời mưa, mình đem ra quay thế nó đâm như kiểu như là có sương. Rất là đẹp. Rất là phê. Ui rồi. Nhìn đỉnh không? Nhìn cánh nó xếp đỉnh không bà con? Bông hồng này nó như là ở trong tranh vẽ nhỉ. Đấy. Vườn hầm hồng có chim, tiếng chim sâu hót á. Thế mới chơi. Có cả công nhân làm cỏ hồng. Đó. Thôi cuộc sống nó đơn giản này thôi các bạn ạ. Hàng ngày ra ngắm hoa hồng, nghe tiếng chim hót. Thế là tuyệt vời. Đây mình sẽ quay cho các bạn một cây hồng nhung đẹp của mình đang chăm nhé. Đây các bạn ơi. Đấy nha, một dáng chi nhá. Lên, 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 dáng chi này. Ây, 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 ây. Đây, đó là một bông hồng nhung. Đấy, đẹp chưa? Đẹp chưa mọi người ơi? Đấy, còn rất là nhiều nụ nha, chùm nụ nha. Thơm ngát hương luôn. Đấy, cành này đẹp quá. Ừ. Đây còn một em gì nữa, hồng ngoại này. Nhìn hoa này, chùm. Một chùm nụ luôn. Chuẩn bị bung hoa nhá. Chả biết em hoa em nó màu như thế nào, nó nở nhiều quên. Quên hết. Ta xem lại cái bông này nhá. Bông cánh xếp đẹp này nhá. Xếp đẹp quá. Nụ nó đây. Thấy không? Tuyệt vời luôn. Không ngờ, mình không ngờ là mình lại có những cái giống hoa tuyệt vời như thế này. Hôm nay mà thời tiết mà đẹp thì chụp cái bông hoa này thì hết sảy luôn. Thực ra để có những bông hoa đẹp này ngắm là cũng vất vả lắm các bạn ạ. Trồng và chăm sóc nó. Mình đây mình có vườn cho nên mình trồng, mình không phải, mình không dùng hóa chất, không dùng thuốc. Thế cho nên là phải bắt sâu bằng tay rồi thì chăm bẵm, xới cỏ rồi thì cho phân. Chủ yếu phân hoai mục. Các bạn xem kênh video hoa hồng của mình thì nhớ bấm và đăng ký để ủng hộ mình nhá. Để mình có những cái video mới và hay hơn thì để up lên các bạn cùng xem. Các bạn mà có những cái đóng góp gì thì comment ở dưới phần này cho mình nhá, ở dưới video này nhá. Comment những cái hỏi đáp hay là những cái ý tưởng của các bạn để mình có thể tham khảo thêm nhá. Đấy, mình xin cảm ơn các bạn, chúc mọi người sức khỏe và vạn sự như ý nhá. Có nhiều được cây hoa hồng đẹp nhé.